Alo, xin chào các bà con nha. Em test sẵn test con máy phay Đài Loan nha. Con này hàng công chế xuất Việt Nam nha. Điện 3 pha 200V, hàng Đài Loan xuất Nhật, điện 3 pha 200V nha. Con này có tự động khoan xuống. Tự ngắt luôn. Giờ trái phải. Cầm rất là em nha, xài cái đầu BT mà qua cái đầu xích nhanh nha, kẹp đầu khoan xích nhanh nha. Anh em xài con led thì thay đầu BT con led nha, mình đảo chiều luôn. Này chưa có vệ sinh nha, còn rất là đẹp nha, vệ sinh nên là mới lăn can luôn. Còn này tự động qua lại bằng cái bộ điều tốc nhanh chậm luôn nha, rất là dễ sử dụng. Trái phải luôn, nhanh chậm. Có công tắc quá cử là ngắt luôn nha. Này ba tay quay đầy đủ, có một tay quay lên xuống là bị gãy cái tay ngoài, còn cái cùi nha. Anh em về hàng lại thức quan thì lên điện thôi nha. Mấy bóng đèn lên, còn số thì không thấy. Anh em về mò nha. Đó, còn lên sóng. Em về mấy con mà chốc hết hai con nữa nha. Còn con Nhật thì có con con có tự động qua lại. Kasuga, con này con gì clip trước có em có up nha. Như con phay hai đầu giá rẻ, con này thì giá rẻ, tự động qua lại lên xuống. Không có chữ A nha, mất chữ A nha. Rồi anh em có nhu cầu có gì alo nha.